Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ con thỏ đơn giản dễ thương. Mày đi cùng nhau mà không biết à? Để mai kia tao về tao ấy cho mang cho. Nguyên có về không? Không á. Chỉ có một cách, bạn biết làm gì không? Nấu đông. Cái gì? Thì không chê vừa bỏ ngon xong cay.